Tương tự như các tiệm tạp hóa, các cửa hàng thời trang cũng là một trong những địa điểm vàng của bọn tội phạm. Những vụ việc lừa đảo xảy ra tại các cửa hàng thời trang thì phần lớn lại đến từ sự chủ quan của chính người bán hàng. Có shop thì trang bị camera giám sát, nhưng lại chỉ có một người trông coi tiệm và không có bảo vệ trông giữ xe. Ngược lại, có shop thì có từ 2 nhân viên trông coi tiệm, nhưng lại không có camera an ninh. Tất cả những sự sơ hở, thiếu cẩn trọng đó là điều khiến cho hành vi lừa gạt của bọn tội phạm dễ dàng thành công hơn. Và trong tình huống phát sóng đầu tiên của ngày hôm nay, Chí Thuận xin giới thiệu đến quý vị một chiêu trò lừa đảo khá mới được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trong thời gian gần đây. Đó là chiêu trò giả vờ thử giày rồi bỏ chạy mất. Chí Thuận xin mời quý vị cùng xem diễn biến của tình huống để vạch trần chiêu trò này quý vị nhé. Tiệm của tôi ngoài kinh doanh thời trang nữ thì tôi còn nhập thêm giày cao gót, giày thể thao, hàng xách tay để bán thêm. Dạo gần đây nghe báo đài tuyên truyền về việc kẻ gian thường xuyên chọn những địa điểm kinh doanh quần áo để lừa gạt, nên tôi có thuê thêm người bảo vệ vừa trông chừng tiệm vừa giữ xe khách. Vậy mà cũng có ngày tôi lại trở thành con mồi của hai đối tượng lừa đảo với chiêu trò không ngờ tới. Nè, dạ, nãy ở ngoài á thì em thấy có treo cái bảng là hàng mới về giảm 10%. Đúng em rồi, em coi thử. Ừ, coi đi em, rồi á ưng cái nào chị lấy cho coi nha. Dạ. Đồ đẹp không đó, đồ mới về đó. Dạ, ủa mà giảm 10% cái gì vậy chị? Tất cả hàng luôn, em mua áo, quần, giày dép gì cũng được, miễn quá đơn của em chịu á là chị giảm 10% liền. À, là quần áo, giày dép gì được đúng luôn rồi. Hả? Đúng rồi. Dạ, vậy để em đi một vòng coi thử ha. Coi đi cưng rồi ha, thích cái nào chị lấy cho thử nha. Dạ. Ủa mà đôi này nè bao nhiêu chị? Đôi đó 3 triệu à cưng. Coi đi em, hàng mới không á. Đẹp quá trời nè. Dạ. Còn đôi này thì bao nhiêu chị? Đôi đó hả? Đôi đó 800. Mà xem thấy mấy cái đôi ở đây á, sao nhìn nó cũ cũ vậy chị? Không phải, hàng này là hàng trưng bày thôi. Em biết không, có đủ size hết trơn á. Em ưng đôi nào, ưng kiểu nào á là chị lấy vừa chân cho em. Hàng mới hết, trong hộp hết á. Tôi nhớ trưa đó tầm 2-3 giờ thì cô ta tới tiệm của tôi mua hàng. Cô ta còn khá trẻ, ăn mặc cũng rất thời trang hợp mốt. Sau khi đi dạo quanh tiệm thì cô ta chọn mua đôi giày thể thao. Nè em, mang vớ vô đi rồi thử. Giày này á hả, đẹp dữ lắm. Hàng mới về. Để em ăn thử coi sao. Kiểu mới nhất luôn á nha. Mà em thấy cái chân nó hơi bự sao á chị? Không có phải, cái form này á dùng cho nam với nữ luôn. Cho nên em mang em không quen á, em thấy nó bự bự vậy á. Chứ hả, giày này mà em chạy bộ hả, là êm dữ lắm luôn á. Em thử coi. Ơ em làm gì vậy? Trời ơi. Thì chị nói là chạy giày bộ, giày chạy bộ. Thì em chạy thử. Gì đâu mà la làng dữ trời. Thật sự thì lúc đó tôi giật mình luôn. Thấy cô ta mang đôi giày chạy đi, tôi lật đật chạy theo, vừa chạy vừa la lên. Nhưng hóa ra cô ta chỉ là thử giày thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ đó là trò đùa. Em thấy cũng được, em lấy ấy, nhưng mà có màu khác không? Chứ màu trắng đi sợ nó mau dơ á chị. Nữ mình mang giày trắng vậy á mới đẹp mới sang. Vậy thôi, chị gói nó vô giùm em đi. Thì em lấy đôi này luôn hả? Dạ, chị bỏ hộp giùm em đi. Cái này có 800 mà em lấy thêm gì 200 nữa đi. Chị hả, khuyến mãi cho em 10%. Dạ, về để em coi thêm. Chị lấy đôi này cho em coi thử đi. Sau khi nhử con mồi lần đầu, lần này Vân chọn cho mình đôi giày có giá trị cao hơn. Trời ơi, con mắt nhìn hàng. Thấy không? Mà cái này vô á có khác với cái này. Ừ. Em mang một chiếc này là em thấy em cũng thích rồi đó. Mà đôi này 3 triệu không bớt luôn á chị? Không, 3 triệu á là giá hả? Quá trời mềm mày. Thử giày xong, cô ta chọn mua đôi giày 800 ngàn, nhưng vẫn chưa trả tiền mà chọn tiếp một đôi giày mắc tiền hơn, giá tới 3 triệu lận. Mang giày vào, tôi thấy cô ta có vẻ mất tiền, gọi cho bạn trai mang tiền tới trả. Tôi ngồi nghe hết cuộc nói chuyện nên có chút sơ hở. Do lần đầu mình đã cảnh giác, đã nghi ngờ cô ta thái quá là tính mang giày của tiệm đi. Điều đó thật sự không tốt trong việc buôn bán chút nào. Lần này tôi luôn tỏ ra niềm nở, cốt yếu chỉ mong bán được hàng. Dạ dạ. Chắc bạn trai em nó tới liền á.
hết trơn, mang vô êm lắm luôn á. Mà cái form này á ha, là em á bận cái gì mang đẹp hết trơn. Dạ. Và khi thấy đồng bọn của mình đã đậu xe trước cửa, Vân bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chị em đi ra ngoài chút xíu nha, để em coi bạn trai em có thích đồ này không. Đâu được em, em mang vậy á, dơ cái gót hết trơn rồi, sao chị bán cho người khác được cưng. Trời, chị yên tâm đi, em lấy đôi này luôn á, em ra em lấy tiền thôi. Chị lấy cái hộp bỏ sẵn cho em đi, lấy cái hộp bỏ đấy đi nha. Ban đầu á thì tôi không đồng ý khi cô ta mang đôi giày mới ra khỏi tiệm. Nhưng lúc đó nhìn cô ta có vẻ khó chịu, lại nói là mang ra cho bạn trai xem, sẵn rồi lấy tiền trả luôn. Thiệt sự á là tôi sợ mất lòng khách. Dù gì hai đôi giày cũng 3.8 triệu chứ có ít gì đâu. Với lại lúc đó có anh bảo vệ ngồi ngoài tiệm canh chừng, chắc là không có gì đâu, nên tôi để cô ta mang đôi giày thứ hai ra khỏi tiệm, nhưng vẫn đi theo dòng chừng. Đẹp không anh? Đẹp lắm. Lấy tiền đi. Cướp! Ủa, người ta trả tiền chưa? Trả nè bà trả. Tôi đứng trong ra, nhìn ra thấy cô ta đứng nói chuyện với người yêu nữa. Nghĩ rằng á đang hỏi ý kiến nên cũng không có nghi ngờ gì. Có ngờ đâu, đó là kế hoạch đánh lạc hướng. Người thanh niên kia còn giơ cả bóp tiền lên nữa. Cả tôi và anh bảo vệ đều chủ quan. Nào ngờ cô ta bất ngờ leo lên xe đồng bọn chạy mất, khiến tôi và anh bảo vệ không kịp trở tay. Đúng là quá gian manh mà. Thật không ngờ, chỉ với một thủ thuật đánh lạc hướng và nhử mồi, nữ quái cùng đồng bọn của mình đã thực hiện khá trót lọt phi vụ thử giày rồi bỏ trốn cùng với đôi giày mới toanh trị giá 3 triệu đồng. Trí Thuận mong rằng quý vị sẽ có được bài học cảnh giác bổ ích sau khi xem xong tình huống này. Ngoài việc trang bị camera an ninh, thuê bảo vệ trong giữ tiệm, chúng ta cần cảnh giác hơn nữa, đừng rời mắt khỏi tài sản của mình, nhất là đối với các cửa hàng kinh doanh buôn bán các mặt hàng được phép thử như quần áo, giày dép, và báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý quý vị nhé.